Mình thấy khách chờ lấy bánh cũng khá là đông nha các bạn. Đứng bên đây đường mà ngồi cả bên kia đường nữa các bạn. Ở tại chi nhánh Phạm Thế Hiển đó các bạn. Trong quán hôm nay có cà phê ở đây cho nên quán cũng rất đông. Đây là chị này đang pha chày sữa nha các bạn. Đợi tí xíu nghe em. Mọi người, mọi người mình đậu, mình nghe lời em vậy nè. Mọi người chịu khó, mọi người đậu qua bên đường giùm em tí xíu được không? Mọi người đậu ngoài đây lỡ xe, chiếc xe của mày nè. Mọi người để đây mất công đó, cái nào hồn thôi, mọi người đậu lên đây nè. Đó, đậu lên đây đi. Đó, mọi người cứ đậu lên đây giùm em. Đó, có khoảng trống, mình nhờ giùm, thấy không? Còn thôi mình muốn mát mẻ mà đậu qua bên kia. Đó, nó vậy đó, nó đậu bên kia trường học nó rộng đó. Em đưa bánh liền giờ á. Là mở cửa. Ở đây là 8 giờ sáng mở cửa bán cà phê, cà pháo, nước nôi này kia nọ. Còn bánh tráng hả? Thì tầm ở đây là tranh thủ sớm nhất là 12 giờ. Chanh dây bên đường á. Không, bây giờ nè. Bây giờ khoan. Cái gì Quyền ơi? Đi ra đi vô không có địch nha má. Mày địch mày thấy mẹ bây giờ đó, nghe. Đang ngủ chung nó cũng địch nữa. Má quay phim hả má? Lẹ đi, gió ngang tôi lé. Ba chục ok. Đừng lấy tiền trước. Rồi ok. Dạ mọi người đợi. Dạ không đợi em nó đưa bánh rồi đưa tiền trước. Tại BD á, nó lấy tiền hay nó quậy hay quẻ. Rồi. Rồi 4 phần 120 cho con xin 120. Đó rồi qua bên rồi. Bé này một phần nè. Kêu 1, 2, 1. Chạy qua tư sườn mua xôi da xôi mặn nữa. Rồi con cảm ơn nhiều nghe. Phải treo mấy cái đèn ở đây nè, ta đi ngang không có thấy đèn. Phải là 140 cho em trai ơi. Rồi. Chăm. Hai. Hai phần. Thôi rồi 440. 440. Đây. 440 đây. Ok. Hai phần đợi tí xíu. Hai phần. Có ai nữa không ta? Có ai lấy bánh nữa không? Giờ bán bánh tráng chiên mà chưa gì hết, tới giờ linh hết. Con giờ đông người hết bánh tráng chiên. Hả? Có bánh tráng xào hả? Có bánh tráng cựu bên kia rồi, nãy bên kia tiệm ở đây nè. À vậy. Không có chuyện tiệm ở đây chứ. À vậy hả? Qua đi chụp hình mà nó sợ. Là muốn cả bánh tráng chiên nào. Không, bây giờ qua đây nè. Gì vậy gái? Ngu lắm, con này nó ngu lắm. Mai ngon lắm á chứ. Rồi đậu xe bên đường luôn, em đem bàn ghế ra cho. Ok. Gì hả? Trời cắm. Ngồi đây nè gái. Ngồi đây nè, không sao ngồi đi. Ủa chưa có bánh chưa? Ngồi đây chơi không? Chờ nước hả? Hả? Có đi khách nữa đó. Em có nhu cầu không? Em có nhu cầu không? Mình ngồi đây á mình khỏe lắm. Không, cái này các thứ bán cho mẹ. Ngon lắm, chị ăn thử một miếng mà không ngon á, chị trả tiền lại đây cho em. Hả? Bịch 25 à. Gặp người ta, gặp người khác bán 3 25 á.
ghét quá. Nè nè, 25.000 con biển nè em. Thôi thử em coi ngày nào cũng coi chị chứ á. Dạ, ngày nào em cũng coi chị hả? Thôi giờ chị đưa cái menu cho em mua nha. Cho em mượn cái cho. Ủa có mình có được chưa? Trái cây hả? Trái cây đem về đâu? Đây em. Đó, bên một bên là thức ăn, một bên là nước uống, em có tha hồ em lựa chọn ha, cái gì cũng được hết. Đó. Lâu lắm. Rồi cuối cuộc đời nằm xuống tiền buông ra, ai xài của mình đâu có xài. Đâu 450 nè. Một phần đem về. Hai phần. Hai. Hai đứa cha. Trời ơi là trời, nó làm xong rồi, nó làm xong rồi nè. Cực quá trời luôn. Cho cô ca tiếu. Vô đây ngồi nè. Một bình là hết 470. 470. Chị ơi, chị, hai chai Coca Cola của mẹ đưa chưa? Đây luôn nè. Thôi là 470. Rồi ok, đẻ đi, đẻ đi. Mấy cái này bị rối quá. Rồi để cà phê tí xíu nha. Không biết sao không, bây giờ á các thì sẽ cố gắng, các thì đủ nhiều ta qua bên đó. Còn ai muốn mua bánh tráng ngồi đây mà này cái nọ thì cũng tùy theo khách, người ta tặng cảm hứng, ta muốn đi đâu ta đi à. Mà nói nhiều ta nhiều. Thôi 50 á. Thôi 50 hả? 5 phần phải không? Không không, cái trà sữa đó là sẽ tính tiền riêng. Cái mình cứ đưa cho trà sữa không? Rồi các thầy gửi 50. Dạ không. Mọi người đợi đợi. Bắt đầu kể ra từ ngày mai á là tối nay tao ngồi đây tao sắp xếp cho. Vô đi ngồi nè em. Dạ. Vô đi ngồi nè. Có bạn không? Dạ không. Rồi ngồi đâu ngồi đều cũng được, ngồi mình lên đi. Ngồi đâu xa. Ngồi đây xa hả? Rồi ngồi đó đi em. Còn em muốn ngồi xa nữa, ngồi trên đầu chị nè. Trên đầu chị là xa lắm luôn. Dạ. Cái gì ngon giống chị phải không? Uống nước của chị đi. Uống nước của chị là ngon giống chị. Xin tô bờ, ok. Đó. Đâu rồi? Anh thấy em không? Như con bò, như con trâu vậy đó. Dạ. Đi đâu vậy, đi đâu hả? Đi về rồi hai bà này sao? Về chung luôn hả? Rảnh ghé chơi nghe. Nghe mình tối ngày nào rảnh ghé lên lầu em đi nha. Thì chỗ em đắp bóp massage cho. Ở đâu? Ở đâu, ở đâu? Mà chị ở đâu? Chị ở đâu? Bình Đông. Bình Đông hả? Bình tĩnh hả? Trời ơi tôi. Ta bị đều bị điếc nữa chán kìa. Chú nè con. Chú là vợ của ba con đó. Ba, cảm ơn nghe. Ok, cảm ơn em. Trời ơi, 031. Dù cua nhỏ. Có người tặng vé số, giá ngày mai chúng chúng số đi. Chúng cầm. Ủa chị không mấy mấy. À. 031. Rồi hai chị em mình thấy không? Ngày mai mà cưng chúng thì cưng qua đây cưng cho chị 200 triệu thôi. Chị chúng. Cái gì? Mình thấy khách cũng ngồi bên kia đường của quán Diva để ăn uống và chờ bánh tráng đó nha các bạn. Ngồi trước cổng trường Chánh Hưng. Đây là Ngọc Quyền nha các bạn. Ok con đi vô đây. Có gì em á? Sao mẹ bỏ bún với con vậy mẹ? Không có bd nào để cái u mô hết trơn.
nghe nghe, không có BD nào mà đẻ ô môi hết nha 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 cha cha. Rồi hai cái núi nhét đâu rồi? Dục rồi, dục mẹ rồi phải không? Ồ, té ở đây mất luôn hai núi. Tuy nhiên chó nó cắn không cắn đâu hả? Dạ không. Trời ơi, con chó tôi á nó bị á hả, người ta thuốc chết rồi. Buồn không? Tức ghê, buồn xong buồn. Buồn buồn không? Thiệt gầu lắm má ơi, thiệt. Gì vậy con? Ê! Mày cắn chú rồi mày chết rồi mày. Chú lòi cốt đàn ông con hơn thế. Cho mày hai củ ghiền giờ á. Quấy đuôi. Gầu ghê. Bây giờ phải tìm cái cách mà để đèn ở trên. Chứ tình trạng này là chết, nó thui à. Chứ khi ta đi ngang ta thấy đèn tối thui vậy. Thấy không?